Thực sự thì bản thân Ngọc Hân cũng chưa biết rằng là khi nào mình sẽ lên xe hoa. Và như lúc nãy thì trong cái buổi họp báo, Ngọc Hân rất là thích một cái ý mà mọi người có chia sẻ, đấy là duyên. Duyên của trời, của đất, của sự sắp đặt. Và cũng như chị Diệp Anh nói rằng là chị tin rằng cái gì xảy ra thì đúng là cái nên xảy ra. Và Ngọc Hân luôn luôn là một người nghệ sĩ, vừa là một nhà thiết kế, và Ngọc Hân rất là tôn trọng cái sự rung động của cảm xúc. Ngọc Hân tin vào cái sự sắp đặt của số phận, và Ngọc Hân luôn luôn chờ một cái duyên sẽ tới với mình. Thực sự thì bản thân Ngọc Hân không bị áp lực, bởi vì Hân luôn nói rằng là mình tôn trọng cái cảm xúc của chính bản thân mình. Và khi đã tôn trọng cái cảm xúc của bản thân mình thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tất cả những áp lực phía bên ngoài. Cái áp lực phía bên ngoài đó là cái sự rung động, đó là cái sự mong muốn của mọi người. Nhưng nhà sĩ Dương nói là nó không quan trọng. Cái sự nhận xét, cái sự quan tâm của mọi người phía ngoài nó không quan trọng bằng cái việc mà mình cảm thấy như thế nào, mình muốn như thế nào mới là quan trọng. Cái việc mà Ngọc Hân có yêu ai hay không thì Ngọc Hân cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần rằng bản thân Ngọc Hân luôn luôn muốn giữ cho mình một cái sự riêng tư trong cái đời sống cá nhân. Và Ngọc Hân luôn luôn chỉ mong muốn rằng là mọi người hãy quan tâm đến những công việc của Hân, quan tâm đến những cái dự án, quan tâm đến những cái việc mà Ngọc Hân sắp sửa làm cho mọi người, cho cộng đồng, chứ không phải là một cái đời sống cá nhân rằng là nay Ngọc Hân tìm hiểu người này, mai Ngọc Hân tìm hiểu người khác. Ngọc Hân không muốn rằng là cái hình ảnh cũng như là những cái điều mọi người nhớ về Ngọc Hân nó bị xáo trộn ở trên báo bởi những cái thông tin mà theo Hân rằng là không nên, đáng để lưu tâm như vậy. Thực sự thì như bạn nói rằng là có rất nhiều nghệ sĩ, đúng không ạ, chọn cách này. Thế nhưng đó là họ, không phải là Ngọc Hân. Và Hân tin rằng là trong giới nghệ thuật thì các nghệ sĩ mỗi người đều có một cái tôi của riêng mình, mỗi người đều có một cái chính kiến và một cái bản sắc của riêng mình. Và Ngọc Hân cũng như vậy. Và bản thân Ngọc Hân cũng thường xuyên nhận được những câu hỏi đấy, không phải đến từ những anh chị phóng viên đâu, mà cả từ những cái người thân quen, những người đồng nghiệp, hay là câu hỏi từ chính những cái bạn người đẹp rằng là tại sao chị Hân, hay tại sao em có thể có được một cái sự yêu mến từ rất là nhiều người như vậy, mặc dù là trong giới người đẹp thường xuyên mọi người hay nghĩ rằng là bằng mặt chứ không bằng lòng. Và chỉ có hai từ để trả lời cho cái câu hỏi đấy của chị, đấy là sự chân thành. Thực sự Ngọc Hân đến với mọi người bằng một cái tấm lòng chân thành, một cái sự chia sẻ và một cái điều mong muốn luôn luôn muốn được kết nối mọi người với nhau. Bởi bản thân Ngọc Hân ngay từ khi còn nhỏ đã là một cô gái rất là hòa đồng và luôn luôn rất là quảng giao, luôn luôn muốn rằng là mọi người gắn kết, mọi người đoàn kết. Và Ngọc Hân thường xuyên ngay từ khi còn nhỏ đã là một cái người mà làm cái cây cầu kết nối, để người này đừng giận người kia nữa, để người này hãy chơi với người kia đi, hay người này hãy cộng tác với người kia. Hân nghĩ rằng đó là một cái khả năng thiên bẩm và trời sinh của Hân, luôn luôn được gắn kết, được kết nối mọi người. Và khi mà càng lớn lên, có vị trí này, có được cái danh vọng, thì Ngọc Hân thấy rằng là cái sức mạnh, cái niềm đam mê gắn kết của mọi người nó lại càng lớn lên. Và Hân thấy rằng đấy là một cái ưu điểm, một cái đặc tính rất là tốt, cần nên được duy trì, làm sao để luôn luôn gắn kết mọi người lại với nhau và luôn luôn để mọi người có một cái sự yêu mến dành cho mình. Rõ ràng người ta nói rằng là thêm bạn thì bớt thù. Bản thân Ngọc Hân cũng như vậy. Ngọc Hân luôn luôn mong muốn rằng là mình có thêm một người bạn, mỗi ngày mình có thêm được một người bạn. Đó là một cái điều tốt mà, chẳng phải chúng ta sống trên đời là luôn luôn mong muốn được sống trong cái sự yêu thương, sống trong cái sự mà tôn trọng của mọi người hay sao? Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.